Thưa quý vị, theo chương trình kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15, chiều nay Quốc hội sẽ họp phiên toàn thể tại hội trường và biểu quyết thông qua các nghị quyết quan trọng và tiến hành bế mạc. Tại phiên họp, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chính sách tài khoá tiền tệ để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự. Biểu quyết thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam Phía Đông giai đoạn 2021-2025. Biểu quyết thông qua nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa 15. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp.